Xe bây giờ là đang chiều đi ra đấy các bạn ạ. Chiều đi vào đoạn này thì cũng thoáng nhưng mà đường khá là hẹp. Những xe này đang chiều đi ra. Còn rất là dài nữa. Đến tầm hơn 3 km tắt đường, do xe đi vào và xe đi ra, đường thì khá là hẹp, chỉ đủ 2 xe con tránh nhau, còn xe to thì phải tìm chỗ tránh mới tránh được luôn ạ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay mình lại quay trở lại với thác mây của Thanh Hóa vào một ngày cuối tuần chủ nhật các bạn ạ. Và hơn nữa ngày hôm nay mình lại đi vào cuối buổi chiều rồi, tầm 14 giờ, tầm 16 giờ chiều các bạn ạ. Nhưng ngày hôm nay mình thấy lượng xe du lịch vào đây rất là nhiều luôn. Đoạn ngoài kia tắc đường khá là dài, khoảng chừng hơn 3 km thôi các bạn ạ. Mình lặn lội mãi mới vào được đến đây, cũng khá là muộn rồi. Để cùng mọi người lên trên thác để cùng tìm hiểu xem trên này còn có đông khách không các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo chân mình cùng khám phá nha. Rồi, thời tiết ngày hôm nay thì lúc buổi trưa nó có mưa, từ tầm sáng tầm trưa nó có mưa các bạn ạ. Với cả hiện tại thời tiết bây giờ vẫn còn đang âm u, rất là đen trời đây. Nhưng ở chỗ này thì chưa mưa, một số nơi thì mưa rồi. Còn ở đây là cái khu cổng vào, như các bạn đã thấy kia là cổng vào. Chúng ta phải mua vé mỗi người là 20.000 một người. Ở chỗ này cái bãi đậu xe cũng khá là hẹp nên một số khách không vào được đến đây đã phải ở những cái bãi tắm ở bên ngoài đó các bạn. Đó, những cái xe bị tắc đường ấy thì có các bác đấy xe ôm đi, các bác xe ôm đi đưa khách đi vào, không thì nó muộn giờ mất. Kể cả xe máy cũng di chuyển khá là khó khăn khi mà đi cái đoạn đường ở ngoài kia hay bị tắc đường kia, bởi vì đường nó cũng khá là hẹp các bạn ạ. Bây giờ thì mình đi vào trên thác xem nhé các bạn nhé. Bên kia là khu vực kiểm soát vé. Hôm nay nước cũng khá là đẹp đấy các bạn ạ. Rất là mát luôn. Ở dưới kia là cái cổng kiểm soát vé. Ở đây lên thì phải đi bộ những cái bậc thang bằng đất này này. Có vẻ cũng hơi trơn. Cuối buổi chiều rồi nhưng mà lượng khách ở đây vẫn khá là đông các bạn ạ. Ở trên kia vẫn rất là đông, bây giờ khoảng 17 giờ chiều rồi. Một số du khách thì còn ở trong những cái lán đây, những tròi đây. Rất là mát các bạn ạ, nước ở đây khá mát luôn.
Hôm nay trời nó không nắng lắm. Hôm nay tắm chỉ một lúc là sẽ bị lạnh luôn đấy. Đó các bạn ơi, hôm nay cuối buổi chiều rồi nhưng mà vẫn rất là đông khách các bạn ạ. Bởi vì cái con thác này nó cũng khá là đẹp. Nó có những cái tầng thác rất là đẹp luôn. Có nhiều tầng, thác có rất là nhiều tầng và rất là đẹp. Này ở phía này là phía dưới đường lên lại có những cái chòi để cho mọi người vào đây thuê để nghỉ. Ở đây thuê chòi họ hình như họ tính một chiếu là một tiếng là bao tiền gì đấy, mình cũng không rõ nữa các bạn ạ. Trưa tầm 11 giờ trưa và tầm 2 giờ chiều ấy, thì lúc đấy là thời điểm cao điểm nhất, đông người tắm nhất các bạn ạ. Còn tầm giờ trưa 12 giờ thì người ta nghỉ ngơi, ăn uống nghỉ ngơi. Đó, rất là đông các bạn ạ. Ở đây thì mình có đến và trải nghiệm cũng rất là nhiều lần rồi. Nước thì nước rất là trong các bạn ạ. Có lần thì mình đi đến thì nước nó hơi đục đục nhưng mà hôm nay nước rất trong luôn. Bởi vì là mới mưa. Mới mưa rất là nhiều nên là nước rất là trong. Có cái nhỏ kia đúng. Cái khu vực khác mọi người cũng rất sâu trên trượt và cái đường tham quan các ngày. Có cái nhỏ người nhà phải quản lý cho con. À, mình sẽ đi lên đoạn trên đoạn nước vậy. Oh,
rất là tốt đây. Cái này cũng khá là rộng, có thể tắm ở trên này các bạn ạ. Đây cũng có một xuống rộng rãi này, tắm thoải mái luôn. Và đây là toàn cảnh ở phía dưới các bạn nhé. Đấy, nó có rất là nhiều tầng, ở dưới nhìn lên thì khá là đẹp luôn. Trong các cái video trước thì mình cũng có nói cũng khá là nhiều rồi, hôm nay thì mình cũng không nhắc lại nhiều nữa để cho mọi người xem hình ảnh thôi các bạn nhé.